Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin An ninh pháp luật ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Án mạng con trai giết mẹ cướp tài sản gây phẫn nộ tại Phú Yên. Thấy Lâm về, bà L mắng con vì bỏ nhà đi. Sau khi bà L xuống bếp, Lâm đi theo và dùng dao đâm hàng chục nhát vào mẹ, rồi cùng xe dùng áo, dây thừng, siết cổ nạn nhân đến chết. Tiếp tục là một vụ án con rể chém mẹ vợ thương tích 10% tại Trà Vinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Trà Vinh đã khởi tố bị can và điều tra làm rõ xử nghiêm tội phạm. Một vụ án khác tại Lạng Sơn, thấy đối tượng giật tóc dì vợ của mình, anh Hát tới can ngăn thì bị một người cầm hung khí sắc nhọn đâm vào bụng. Cuối cùng, để phục vụ việc mua bán ma túy, ông trùm Nguyễn Văn Trình trang bị 2 khẩu súng dân dụng, nuôi một đối tượng 17 tuổi để bán ma túy cho mình tại Bắc Giang. Dù bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản. Dù cha Lâm có đơn bãi nạn, bị cáo tại tòa xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng hội đồng xét xử xét thấy hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản là tàn nhẫn, dã man, vô nhân tính nên tuyên án tử hình bị cáo. Sáng ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Lâm, 19 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và DPC, 15 tuổi, ở xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội giết người và cướp tài sản. Theo bản án, sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, do thiếu tiền trả tiền trọ nên Lâm mang theo con dao rủ C, lúc đó 14 tuổi, về nhà mình ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung để giết mẹ lấy tài sản. Vừa thấy Lâm, bà TTTL, sinh năm 1966, mắng con vì bỏ nhà đi. Sau khi bà Lâm xuống dưới bếp đánh răng, Lâm đi theo và dùng dao đâm hàng chục nhát vào mẹ, rồi cùng C dùng áo, dây thừng để siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi giết bà L, Lâm và C lấy tiền, điện thoại di động, đôi hoa tai vàng với tổng giá trị gần 3,8 triệu đồng, rồi mang đi bán, lấy tiền trả tiền nhà trọ và tiêu xài. Đến chiều cùng ngày, cả hai bị công an bắt khẩn cấp. Cha Lâm có đơn bãi nại, tại tòa bị cáo cũng xin xem xét cho được sống để có cơ hội phụng dưỡng cha. Song xét thấy hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ là quá dã man, vô nhân tính, nên hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm tử hình về tội giết người, 5 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt bị cáo này phải nhận là tử hình. Còn DPC, do khi phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên, nên tòa án tuyên bị cáo 10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 12 năm tù. Khởi tố gã con rể dùng dao chém mẹ vợ. Ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Trà Vinh đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Ngọc Nhí, sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 14 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Trà Vinh đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Ngọc Nhí, sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, Nhí kết hôn và sống bên gia đình vợ khoảng 3 năm nay. Quá trình chung sống, Nhí thường có những bất đồng với mẹ vợ là bà TTM, sinh năm 1963. Tối ngày 5 tháng 8, Nhí đi uống rượu trở về thì thấy nhà khóa cửa, nghe tiếng mẹ vợ cằn nhằn vì hay về muộn. Nhí đã leo rào vào nhà, sau đó cự cãi với mẹ vợ. Nhí bất ngờ lấy dao chém mẹ vợ, gây thương tích ở vai trái. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 10%. Sau khi xuất viện, mẹ vợ đã làm đơn tố cáo con rể đến cơ quan công an. Xông vào quán nướng gây án mạng, nạn nhân là ai? Thấy đối tượng giật tóc dì vợ của mình, anh Hát tới can ngăn thì bị một người cầm hung khí sắc nhọn đâm vào bụng. Sáng ngày 15 tháng 10, đại diện công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án xảy ra án mạng tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vào tối ngày 11 tháng 10. Hiện tại vẫn đang trong quá trình truy bắt những đối tượng còn lại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vị đại diện trên cho biết, theo đó, ngày 11 tháng 10, ông Ngô Văn Hát, 36 tuổi, ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, cùng vợ con xuống nhà bà ngoại ở thị trấn Đồng Đăng chơi và ở lại ăn tối. Đến khoảng 21 giờ 55 phút, khi cả nhà ăn tối ở sân quán nướng, thì một nhóm đối tượng khoảng 4 người đi trên xe ô tô lao đến, trong đó có đối tượng cầm hung khí. Sau đó có đối tượng đến giật tóc dì vợ của anh Hát, đồng thời chửi mắng. Thế vậy anh Hát tới gần can ngăn thì bị một số đối tượng đánh, một người cầm hung khí sắc nhọn đâm vào bụng anh Hát, sau đó cả nhóm lên xe bỏ đi. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vài tiếng.
Nhiều tờ báo đưa tin, chiều hôm xảy ra vụ án, dì vợ của anh Hát và một người đàn ông ở Đồng Đăng xảy ra mâu thuẫn nhỏ, va chạm giao thông. Sau đó mâu thuẫn này đã được giải quyết. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, nhóm người được cho là quen với người đàn ông kia đã đến gây sự. Nói về điều này, Đại tá Ngô Tiến Dũng, trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Cao Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra vụ việc. Hiện đã cơ bản xác định rõ được các đối tượng gây án, tuy nhiên hai đối tượng chính gây án đang bỏ trốn. Hiện lực lượng Công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, kêu gọi đầu thú. Cũng theo Đại tá Dũng, trường hợp nếu hai đối tượng trên trốn sang biên giới Trung Quốc thì sẽ làm tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh làm công văn gửi sang Công an Bằng Tường, Trung Quốc để phối hợp truy bắt. Được biết, nạn nhân là người ở địa phương khác, lấy vợ ở Đồng Đăng. Hai vợ chồng mới xây nhà ở thành phố Lạng Sơn và chuyển xuống đó ở chưa được bao lâu. Nạn nhân có 3 con nhỏ. Sắm 2 súng quân dụng, nuôi gia nhân để buôn ma túy. Ngày 14 tháng 10, cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trình, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, và Nguyễn Bùi Anh Tuấn, sinh năm 2004, trú xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trình là một trong những chùm ma túy nhức nhối ở huyện Hiệp Hòa. Xác định Trình có vũ khí nóng, mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, sẵn sàng chống đối quyết liệt để chạy thoát thân, nên trực tiếp Đại tá Bùi Huy Nam, trưởng Công an huyện chỉ huy tổ công tác, chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện, lực lượng để bắt giữ đối tượng. 13:30 ngày 11 tháng 10, Trình phóng ô tô Kia biển kiểm soát 98A-30904 vận chuyển ma túy qua thôn Lý, xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Tổ công tác Công an huyện Tân Yên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Biết bị lộ, Trình phóng xe thẳng vào tổ công tác định thoát thân. Do chuẩn bị kỹ phương án nên tổ công tác đã tránh được, tổ chức giữ an toàn đối tượng, thu giữ một túi ni lông màu trắng bên trong đựng khoảng 100 gram chất tinh thể màu trắng, ma túy đá. Hai túi ni lông bên trong đựng 2.000 viên hồng phiến, một đao, một dao nhọn gấp và 2 điện thoại di động. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Yên tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Nguyễn Văn Trình, phát hiện Nguyễn Bùi Anh Tuấn là đối tượng Trình thuê để bán ma túy. Quá trình khám xét thu giữ 1.000 viên hồng phiến, khoảng 115 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng, 3,4 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số đồ vật khác có liên quan. Nhà đối tượng Trình được xây dựng dạng bong ke, lắp cửa sắt kiên cố, hệ thống camera cảm ứng chuyển động. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trình đã thừa nhận số ma túy thu giữ khi bị bắt quả tang và trong quá trình khám xét là ma túy của Trình tàng trữ với mục đích bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Nguyễn Bùi Anh Tuấn khai nhận có đến ở cùng Trình để bán ma túy giúp cho Trình lấy tiền công. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trình vẫn tiếp tục quanh co chối tội. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một khoảng thời gian đấu tranh quyết liệt, Trình đã khai báo về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ghi nhận kết quả thành tích đặc biệt của Công an huyện trong bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trình, ngày 13 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện và 5 cán bộ chiến sĩ.